Thưa quý vị và các bạn, hàng triệu người dân trên khắp nước Mỹ trong ngày hôm nay đã tới các điểm bỏ phiếu để lựa chọn người đứng đầu đất nước trong 4 năm tới. Theo quan sát của chúng tôi, quá trình bầu cử diễn ra khá suôn sẻ và an toàn, không có sự cố nào xảy ra và số cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp khá đông, điều đã không diễn ra hồi năm 2020 do đại dịch COVID-19. Các máy bỏ phiếu đều hoạt động tốt và mọi cử tri đều được hướng dẫn cẩn thận. Tôi cho rằng tỷ lệ bỏ phiếu năm nay sẽ cao khi có rất nhiều người dân tới bỏ phiếu, nhất là trong buổi sáng hôm nay. Họ sẽ còn tới 8 giờ tối để có thể tới bỏ phiếu. Người dân đi bỏ phiếu vì cuộc bầu cử năm nay rất quan trọng để bầu ra người lãnh đạo đất nước. Có khá nhiều người lần đầu tiên đi bỏ phiếu. Bầu cử Tổng thống Mỹ được tổ chức 4 năm một lần và người dân Mỹ có rất nhiều kỳ vọng vì kết quả của cuộc bầu cử sẽ có tác động lớn tới chính trường và cuộc sống của họ trong những năm tới. This is my first time to vote. Đây là lần đầu tiên tôi đi bỏ phiếu và tôi thật sự háo hức. Tôi nghĩ rằng đây là nghĩa vụ công dân và là cách để tôi nói lên tiếng nói của mình. Tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra suôn sẻ. Cuộc bầu cử năm nay khá xích sao và đó chính là lý do tôi quyết định đi bỏ phiếu. Và tôi cho rằng mọi lá phiếu đều có ý nghĩa. Tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ giúp đất nước Mỹ thoát khỏi tình trạng chia rẽ và hận thù trong 8 năm qua. Tôi cũng mong rằng chính quyền mới sẽ tiếp tục những gì đã đạt được trong 4 năm qua và chứng minh cho thế giới thấy nước Mỹ đã trở lại vị thế đứng đầu thế giới. Tôi không nghĩ rằng kết quả sẽ có trong ngày hôm nay, mà có thể mất vài ngày vì cạnh tranh khá xích sao. Cuộc bầu cử nào cũng quan trọng mặc dù không giống nhau. Ngoài bầu cử tổng thống, còn bầu cả thượng viện và hạ viện, địa phương và hội đồng thành phố. Các sự kiện này ảnh hưởng lớn tới đời sống hàng ngày của chúng ta hơn là chúng ta nghĩ. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay là một sự kiện lịch sử khi có thể chứng kiến một nữ tổng thống da màu đầu tiên hoặc tổng thống thứ hai trong lịch sử thắng cử hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Tuy nhiên, kết quả của bầu cử năm nay rất khó đoán định và có khả năng sẽ không nhanh chóng ngã ngũ và sẽ phải phụ thuộc vào lá phiếu của các cử tri ở các bang chiến địa. Có thể nói là cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 là một trong những kỳ bầu cử gay cấn nhất trong những năm qua. Và do hai ứng viên luôn bám đuổi xích sao nên kết quả rất khó đoán định và có khả năng sẽ không nhanh chóng ngã ngũ và có thể phụ thuộc vào lá phiếu của các cử tri ở các bang chiến địa. Tuy nhiên, dù ai đắc cử thì nước Mỹ cũng sẽ có những cái thay đổi nhất định trong 4 năm tới cả về đối nội và đối ngoại. Và ảnh hưởng của cuộc bầu cử không những tác động tới chính trường và đời sống của người dân Mỹ mà trên khắp thế giới. Còn ở thời điểm hiện tại, chúng ta hãy chờ xem chiến thắng sẽ gọi tên ai, Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ hay cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Phạm Huân, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.